đừng bao giờ bỏ cuộc anh em à. Đôi khi cuộc sống nó sẽ khiến cho anh em thất bại, nhưng thất bại sẽ làm cho anh em tự tin hơn. Đừng coi đó là thất bại mà hãy coi đó là thử thách. Thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao có thể thành công. Thất bại có thể dạy chúng ta biết làm sao để chiến thắng. Ăn vặt sói ca, cùng ăn cùng đá FIFA nay đã trở lại, đặt hàng ngay tại fanpage Thành Hòa hoặc là link shopee dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, hàng này đã quay 1.455 điểm, đã nhận quà luôn rồi nha. Quà về luôn rồi. Chị mở đây. Quà về luôn rồi, Sự đây. Quà về, Sự đã gửi hết. Ok, mọi thứ đã xong, chỉ thiếu có Gió Đông rồi. Ngày hôm nay là chiến thần cuối cùng rồi. Có hai thứ trong cuộc sống mà mình đừng nên bỏ lỡ nha em nha. Một là chiến thần cuối cùng và hai là livestream của Thành Hòa. Thì chiến tàu này là chiến tàu cuối cùng của ngày hôm nay. Khởi động cái mọi người lỡ thẻ mình có khởi động, nhưng mà để nó vô bực cái dột mẻ lắm. À, kho sẵn luôn nè. Kho sẵn luôn, còn mấy thẻ à, được quá vậy. Chưa mà còn đá kèo, còn tè kèo Tết đặt nữa, Tết đặt còn 2 game nữa. Chưa, 11 giờ nhưng mà trả sớm mấy. Tính rồi mấy ai này off sớm mà cùng trả sớm mấy đâu. Ôi. Bruno Fernandes. Khởi động lấy đàn cái. Ok, bây giờ mình vô. Giờ mình bụp luôn. Giờ vô là bụp luôn á. Trời ơi, nãy gói này ra Foden đúng không? Gói này nãy ra Foden đúng không? BOE cộng 8 à? Ủa, con lấy BOE à? BOE cộng 8 nào ngon ta? Đây. BC cộng 8. Rô béo đang chờ. Rô béo không? Trời ơi, ra cộng 8, cộng 6, cộng 8 khó vậy. Yuki cộng 7. Ơi, on nữa nè. Hero on. Hay. Cáp cộng 8, hồi nãy cáp cộng 8 ra Bremer đúng không? Cáp cộng 8 ngon nha. Cái cáp on này ngon nè. Cái gói on á nhiều khi nó còn ngon cái gói 101 cái kiểu á. Cái on này chất lượng á, cái on chất lượng lắm. Gói on lúc nào cũng chất lượng hết trơn á. Gói on lúc nào cũng chất lượng, đúng không nha? Phải không? Ui, gói on chất lượng nè. Ôi, Việt Nam mà cái gì? Có Việt Nam luôn hả? Cái gì vậy? Việt Nam. Ờ, ai vậy? Nguyễn Anh Đức cộng 8 một cái gì ba on chất lượng quá vậy? Khá. Trời ơi. Cái gói on á nhiều khi nó còn ngon cái gói 101 cái kiểu á, cái on này chất lượng á, on chất lượng á. Ra Việt Nam luôn ta, được quá vậy. Hồi nãy mở ra Real Madrid chứ. Trời ơi, con này mình luôn chứ. 95 cáp. Xếp Hà Lan cái không? Trời ơi, ra sân khấu luôn à. Sao ra này hoài vậy? Trời ơi. Hòa theo nên đấy. Cái video nãy này đang làm hòa theo nên đấy, ra theo nên đấy không đâu. Toàn là theo nên đấy. Rồi con này ra CR7 cũng ngon không ạ? CR7 BOE cộng 8 cũng ngon rồi đúng không? Nhiều ra CR7 thì sao? Ê, nhiều khi ra CR7 nha. Tôi có linh cảm là CR7 lắm nha. Estego rồi nha. Ai vậy? Anh nè. Estego anh nè. Harry Kane 115 cái số. Harry Kane mắt bình luôn đúng không? Mắt bình luôn á chứ, mắt bình luôn nè. Tôi đa lần trăm đâu mà Harry Kane. Được nha. Được, Harry Kane ngon mà đúng không? Được đó chứ Harry Kane. Mà sao rẻ vậy? 61 tỷ hả? Harry Kane bê cũng nắm được chiếc ba cái. Harry Kane bán được. Ngon. Harry Kane bắt vào 200 tỷ à? Bắt vào mắc gì? Ngon nha, con này chắc chưa á. Totti 21 cộng 3, đừng ra Theo Hernandez giùm. Đừng ra Theo Hernandez. Hãy là bất kỳ con nào được, đừng ra Theo Hernandez nha. Đừng là Theo Hernandez giùm. Không phải LB. Mà đó Hakimi. Không phải LB, nó ra LB luôn. Trời ơi, các bạn không biết vậy. Đồ bạn không biết chứ trời. Không ra LB, ra Hakimi. Trời ơi. Rung tay được. Không ra theo nên ra Hakimi. Bỏ tay luôn á.
Cây được ta EOS Gulit dùm, ấy là Gulit dùm. Gulit Pháp à? Sao đừng Pháp? Ba chiếc Vira đúng không? Engolocanter cái gì trời? Vira đâu? Trời Engolocanter đưa được chưa? Báo được không ta? Còn báo được không vậy? Phải không? Phải không? Kỳ kỳ ta thấy kỳ nha. CR7 rô béo 500 tỷ luôn á. Esterbertin rô béo 500 tỷ á. Rô béo 500 tỷ. Esterbert xếp ST. Ủa ai vậy? Bê lê à? Ủa mơ lê sẵn tỷ. Ủa mơ lê ngon. Trời đất đẹp á. Xe 500 tỷ luôn á. Trời ơi, bê lê cũng được. Ok, được rồi. Bê lê chiếc ba bạn gái coi. 115 mát số rồi, trời ơi, nó béo ngon rồi. Ừ, bán được. Yeah, bán được. Chiếc ba mua bóng đá bê lê, bán được. Cho nó đó ra. Xe cũng ngon rồi. Bero 700 tỷ đúng không? Bero B700 tỷ đúng không? Tôi nhớ tại bữa tôi có đá cạc nào có Bero B cộng 8. Bero B cộng 8. Bồ Đào Nha hả? Sẽ hoài vậy, sẽ mồ Bồ Đào Nha hoài vậy, ông nào vậy? Không có tiền vô. Ủa răng này hoài luôn ta. Trời ơi, sao răng này hoài vậy? Không là người khác răng này hoài ta. Không răng nào khác ta. Trời, răng này hoài luôn á. Hồi nãy có ạc kia cũng răng này đúng không? Ạc kia cũng răng này luôn. Coi. Còn cứu được. Còn cứu được nha. Đừng ra thêm Nanette nha. Đừng ra thêm Nanette. Không phải là Pháp, không phải. Virgil van Dijk. Toàn CB. Ủa có 100 tỷ vậy? Toàn CB ta hết RB giờ qua CB. Được, ngon. Virgil van Dijk 117 số, sao có 181 tỷ lỗi đúng không? Virgil van Dijk. Được. Trời ơi. Toàn hậu vệ không? Con này phải giá lỗi chứ, con này phải 4-500 hết chứ. Thế là có hai con rồi, có hai con Bandai luôn à. Ác này Bandai nè. Thế là gì hết RB. Tới Bandai được đúng hàng phòng ngự không? Đúng hàng phòng ngự không ta? Con hàng phòng ngự không? Tí hồi bằng rồi. Con RB. Ok, còn hồi cuối nha. Cứu lại được. Đập cộng 6 mô thủ luôn, mô thủ 24 giờ 60 phút sau rồi. Đập cộng 6 luôn rồi, không bán đập cộng 6 luôn à. Chơi lớn à, đập cộng 6 luôn à. Gulit cáp cộng 8. Gulit cáp nha, nãy Thiago Silva ấm rồi. Thiago Silva hay Gulit. Gulit xém cái, xém Hà Lan cái. Xém Hà Lan. Argentina, Maradona, RB nữa cái gì trời. Ai vậy? Javier Zanetti 120 số luôn. Ô được ghê, 120 chỉ số mắt bình luôn hả? Javier Zanetti. Ôi ô, 120 chỉ số luôn, không ngờ ra được 120 số. RB. Được quá vậy trời, ạc này ngon đó chứ, 120 số luôn. Trời ơi. 120 số, bán được 120 số đừng chả bán. 300 tỷ thêm 500 nữa là 180 nữa là 400, 530 rồi. Thêm này 630, 730. Trời ơi, 730 mấy này chơi phí giao dịch đây. 730 cộng với 230 nữa là 860 rồi. Trời ơi, gần 1000 tỷ rồi. Gần 1000 tỷ. Trời ơi. Thấy cơ nó lại đang ngon. Trời ơi, gần 1000 tỷ. Messi cáp ngon rồi.
Họ ra Messi cáp lắm rồi. Messi là vị trí gì vậy? Rờ đúp à? Trò rờ đúp nha. Còn Messi còn 257. Messi nghĩa là Lionel Messi Argentina ta. Còn 7 tháng 3 tháng 3 ở 906 chứ. Ở 906